Xin chào các bạn, Pinmax sẽ test chiếc máy rửa xe cao áp Nakawa với model là TX27. Tiện ship cho khách hàng ở Điện Biên thì bên mình sẽ test máy luôn. Test máy trước khi bàn giao cho khách. Mọi người có thể nhìn thấy với model TX27 này thì motor là motor 2700W, lực ra cực kỳ mạnh, sẽ có hai đầu bếp ra. Máy này thì sẽ có hai đầu bếp khác nhau, đó là đầu 0 độ và đầu 30 độ. Đây là bếp đầu 0 độ, cực kỳ là mạnh. Bộ dây đi kèm là dây chỉnh cao áp 8m ạ. Mọi người có thể nhìn thấy. Để mua máy thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website máy móc.vn. Pinmax sẽ bảo hành sản phẩm 1 năm ạ.